Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bản Love Story phiên bản 2 nha. Bản đầu tiên thì mình viết dễ. Bản này thì mình sẽ viết khó hơn ở mức độ grade. Thì chúng ta sẽ tập theo từng phần. Mình sẽ tập cho các bạn phần đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tay phải. Đố thì ở chỗ này các bạn để ý là 8VA, tức là nó nằm ở trên cái, thay vì là C5 thì mình sẽ chuyển lên C6. C4 thì thường thường là ở giữa nha các bạn. C1, 2, 3, 4, 5. Mà đây là 8VA, là một quãng 8 ở trên cao, mình sẽ đánh ở C6. Đố, mì, mì, đố, đố, 2, 1. Mì, mì, đố, đố, mì, pha. Các bạn thấy số 3 mà quanh tròn, tức là đổi vị trí ngón tay. Mi fa mi fa mi. Chỗ này móc 3 thì mình sẽ đánh nhanh hơn ha. Mi fa re re si si. 2 re re si si re mi re mi re 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 la la. Đó. Mình sẽ tập một dòng trước nha. Ở nốt trắng thì mình sẽ đếm 2 và dấu lẳng đơn thì mình sẽ đếm 1, tại vì nó là một cách đầu tiên. Mi mi do do. 2 1 mi mi đô đô mi fa mi fa. Rồi tay trái 1 2 3 4. Thì ở tay trái, phần đềm tay trái hợp âm thì luôn luôn là chúng ta sẽ đềm nhỏ để cho nó bè cho cái tay phải. Chúng ta đừng có đềm cái này to quá, nghe nó chát nha các bạn, nó chói tai á. Đềm nhẹ thôi. 2 3 4, nhấc pedal lên. 1 2 3 4. Chuyển là son thăng là con số 4. Si re. 4 2 1. 1 2. 1 2 3 1. Đều nhé các bạn. Xong rồi chúng ta sẽ nối chung hai tay. 1 2 1. Mi mi đô đô mi fa mi re 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 si si. Thêm một cái. Đó. Rồi chúng ta nối lại nha. Thêm cái chỗ mà móc 3 này thì hoặc là các bạn cũng để móc đơn hết cũng được. Bạn cũng mình sẽ để móc đơn hết, có hai bản nha. Thì thay vì là fa mi re 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 si si ô số 2 thì các bạn có thể thêm là mi fa mi, nghe nó sẽ hay hơn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp ô 4 và ô 5. Re re si si re mi re re. Sẽ chuyển ô số 5 xuống mi la đô 5 2 1. 1 2 la son fa, khác một chút nha. Mi la đô 4 cái, hai cái chứ, lần 2 cái, xong là fa la đô 1 cái, rồi đô và son, rồi quay lại fa la đô. Rồi tay trái một lần nữa. 421 trước. 1 thêm một cái. Rồi, một lần nữa nha. Thêm một cái của bên này. Đó.
sau khi nối ba câu này chúng ta sẽ nối lại hết toàn bộ ha. Đầu tiên sẽ là la si fa mi 2 3, sau đó là chúng ta sẽ đánh la si do, la si do thì nghiêng ngón một qua một mi la si. Ở đây là khung số 1 có 3 ô ha, 8 9 10 là khung thay đổi số 1, và cuối khung thay đổi số 1 ô số 10 nó có một cái vạch lớn và vạch nhỏ hai chấm, đó là mình sẽ quay lại từ đầu tới cái ô số 7 này. Tới ô số 7 thì mình sẽ không qua ô số 8 nữa mà mình sẽ xuống ô 11 không thay đổi số 2. À rồi. Ở tay trái thì sẽ có là mi sơ thăng rê. Sau đó 4 phách thì chúng ta sẽ nhảy xuống la 2 mi la si là ngón số 3 đô mi. Chúng ta nối vô tay phải la si đô mi la si đô mi la si. Đó. Thì chỗ này chúng ta tập nhiều cho nó quen. Sau đó là chúng ta nối lại với nhau được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối này. À, một la si mi trùng với la. Sẽ có là mi la đô thăng 4 lần 2 3 4. Rồi chúng ta nối với nhau này, tay trái sẽ đánh trước mi son thăng re la si son chung 2 3 4 lần nữa nha, la si son 2 3 4. Rồi chỗ này thì để giữ nguyên là mi son la đô mi, mình sẽ thêm nốt la thay vì là mi la đô rồi thì mình thêm nốt son, thế là son la 7, la 7 bát mi. Đó thì chúng ta sẽ đánh là tay phải là rê khoảng 8 ha, hai nốt rê, rê 5 và rê 6, rê mi là lấy lên. Để làm sao mà trill được chỗ này, lấy lên chỗ này mình sẽ là phà là phá, thì chúng ta lấy từ dưới lên và giữ lại nhé các bạn, giữ lại đừng có buông như vậy ra mà giữ nó lại đó, thì nghe nó sẽ ngân hay hơn. Tiếp theo hai nghỉ, sau đó chúng ta sẽ chuyển lên, nó hết 8 va rồi cho nên là chúng ta sẽ chuyển tay xuống là phá là si si rê phá rê mi, đến đây nhé các bạn, rê mi đó, la phá la si si rê phá rê mi. Rồi tay trái thì là mi son la thăng 2 3 4 nhảy lên la rê phá 1 2 3. Tiếp theo giữ như nốt phá ở đây thì mình sẽ có thêm là son si phá son 7, 2 3. Rồi giữ nốt son ở đây chúng ta chuyển son đô mi 1 2 3. Nhớ một đoạn đó như vậy. Bây giờ chúng ta nối vào này.
đến đây thì nó sang cái phần 2 rồi, cho nên là mình không muốn hướng dẫn tiếp, mình sẽ hướng dẫn đến đây thôi, làm quen một đoạn sang cái phần B thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối lại từ đầu ha, cho tới cái chỗ mà mình đang tập này. Chúng ta sẽ để lên ha. Story ha, mình có sửa lại cái bài này mức độ khó hơn ở cái phần đầu, ở cái bài cũ thì xin được chia sẻ tới mọi người, chúc mọi người thật tốt.